mình đã sở hữu được trên tay những sô-cô-la ngon nhất thế giới của MrBeast. Yeah yeah. Trên tay của mình chính là những thanh sô-cô-la ngon nhất thế giới đó các bạn. Thôi được rồi Sim ơi, bây giờ Kai sẽ cho Sim những cái thứ này nha. Đó. Đúng vậy. Sô-cô-la đã mất tiêu rồi. Đúng vậy, mọi thứ không có hề dễ dàng đâu. Để có thể sở hữu được những thanh sô-cô-la của MrBeast này thì bây giờ mình sẽ phải gọi là vượt qua được những cái thử thách trong nhà tù MrBeast nha các bạn ơi. Đúng vậy. Và bên trong nhà tù này có những thử thách rất là khó khăn. Và để có thể vượt qua được những thử thách này, mình cần sự giúp đỡ của các bạn bằng cách là hãy ấn like video này và đừng quên giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like. Các bạn có 3 giây thực hiện điều này. 3, 2, 1. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cố gắng để vượt qua những thử thách này để sở hữu thanh sô-cô-la của MrBeast thôi. Còn bây giờ thì let's go. Ok các bạn ơi, hiện tại là bây giờ Karen và Simi đang mắc kẹt ở bên trong một cái nhà tù. Nhưng mà nhà tù này chính là nhà tù của MrBeast. Ok Sim ơi, hiện tại là như Sim có thể thấy là chúng ta đang gọi là bị mắc kẹt ở trong cái nhà tù của anh YouTuber nổi tiếng nhất thế giới là anh MrBeast nha các bạn. Các bạn có thể thấy được là anh MrBeast đang cầm một cái cây gậy và sau đó là cứ bánh đánh đánh đánh. Không biết là bây giờ chúng ta có vượt qua được nhà tù của anh MrBeast không Sim ơi. Trời ơi cung quá. Mà nếu mà vượt qua nhà tù MrBeast mình sẽ được cái gì không vậy? Tất nhiên là được rồi. Nếu mà chúng ta vượt qua được nhà tù của MrBeast á thì chúng ta sẽ được gọi là sô cô la của MrBeast. Yeah. Sô-cô-la của MrBeast hơi bị ngon luôn á nha. Chứ còn gì nữa, đây là cái sô-cô-la gọi là gì ta, ngon nhất thế giới các bạn à. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua được nha. Oh my god các bạn ơi, nhìn nè, bên trong nhà tù của MrBeast á, bây giờ toàn là logo của anh YouTuber MrBeast không. Mà thật ra là mình cảm giác rất là tự hào khi mà mình được nhốt trong đây các bạn. Được nhốt bên trong gọi là nhà tù của gọi là anh YouTuber lớn nhất thế giới mà. Để xem coi là mình vượt qua được những cái thử thách này là chúng ta có được gọi là 10.000 đô hay là 100.000 đô hay là 1 triệu đô hay không nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Ủa, từ từ, anh MrBeast anh đang làm gì đằng đó vậy ta? Ồ, bây giờ là anh đang coi chừng kìa. Thôi, bây giờ chúng ta đi qua đâu các bạn ơi. Đầu tiên á là chúng ta sẽ... Đúng rồi, mình nhớ là anh MrBeast đó là gọi là gì ta, cũng ốm ốm mà gầy gầy rồi sau đó là có thêm gọi là sáu múi nữa các bạn. Nhưng mà ở trong đây á là anh MrBeast rất là mập nha. Thôi, chắc là do anh MrBeast gọi là ăn sô-cô-la của anh. Chạy! Tất nhiên là được rồi, nhưng mà Kai nghĩ là do anh MrBeast gọi là ăn sô-cô-la nhiều quá nên là bị béo phì nha mấy bạn ơi. Rồi, được chưa? Rồi, ok, đầu tiên là chúng ta sẽ vào bên trong cái cánh cửa này nè. Đó, rồi đi qua cái lỗ này. Rồi, ok, nhảy xuống đây. Wow, rồi, ở bên trong chỗ này nha các bạn. Mấy bạn có thể thấy được là cái màu chủ đạo của bên trong cái map này á đều là màu xanh đúng không? Cái màu của anh MrBeast á. Thì các bạn cũng có thấy được là mình đang mặc cái bộ đồ màu xanh nè. Tại vì á là tôi cứ là muốn được gọi là gì ta, thắng cái thử thách này các bạn. Nhất định là chúng ta sẽ thắng được cái thử thách này. Nếu mà mình mà được ê, ví dụ mà được nhiều gọi là gì ta, nhiều sô cô la thì Kai có nên gọi là chia sẻ cho mấy bạn fan không Sim? Cũng được, mà khoan Kai cũng phải chia sẻ cho Sim chứ, đúng không? Tất nhiên là Kai sẽ phải chia sẻ cho Sim rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào cũng muốn có được sô cô la của MrBeast thì các bạn đừng quên là like video này nha. Mình sẽ dành tặng cho những người bạn nào may mắn nhất luôn. Còn bây giờ thì đi thôi. Ê mà tính ra là tôi chưa biết á là liệu tôi có thắng được hay không á, mà tự nhiên tôi gáy dữ quá các bạn ơi. Tự nhiên mình gáy dữ quá cái mình không được đâu nha. Sim ơi. Cẩn thận nha. Bây okay. Giờ mình phải chạy thật nhanh. Anh ơi, đừng có giấy em bà. Trời ơi, đừng có giấy. Để tôi, đừng. Trời ơi, quy cái mặt của ông, đáng sợ quá. Từ từ nha. Bây giờ là tôi phải gọi là ấn cái nút này trước cả Mini ơi. Rồi, chạy. Ông dí sát quá. Rồi, ok, qua được rồi. Trời ơi, cuối cùng là cũng thoát được rồi các bạn ơi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nhảy ra khỏi cái chỗ này. Yeah. Wow. Cay chậm quá nha. Kiểu này chắc chắn sô-cô-la MrBeast sẽ dành cho Sim rồi. Sim à, Sim nghĩ là Sim có thể lấy được sô-cô-la sao? Cay cũng sẽ giành lại thôi. Thiệt không? Hả? Bởi vì tôi là... Ủa Sim nhảy gì mắc cười vậy? Bà mới nhảy gì vậy? Thì tôi nhảy thôi. Ê, đó. Nhảy lại cái điệu đó Sim, nhảy lại cái điệu đó thử á. Nhảy hả? Ok. Trời ơi, tôi nhảy rồi. Ủa, tôi thích tôi nhảy hả? Cái điều nhảy vô chi thiệt sự luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ là chúng ta đang ở trong một cái toilet. Bây giờ mình sẽ mở thử cái toilet này ra. Toilet gì bốc mùi dữ vậy? Ai đi công xã toilet vậy?
hôi quá. Ok, bên trong đây là chúng ta đang có cái xẻng nè, mình sẽ đào cái này lên. Yeah, đó. Đào xuống chứ đào lên là sao? Lộn. Oh my god, bên trong đây của chúng ta là một cái hang nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi là bắt cua để nhảy qua những cái hang này. Hey. Rồi, ok, qua đây. Bùm. Đó. Bùm. Nhảy cẩn thận nha. Ở bên dưới đây á. Ai! Tính ra là Kai bảo mình là cẩn thận. Tính ra cái này xin mới nói Kai mới là người cẩn thận á nha. Ôi mấy bạn ơi, mấy cái dung dịch gọi là gì ta? Mấy cái dung dịch gọi là màu xanh ở bên dưới cái chỗ này á, nó giống như là kiểu dung dịch để làm ra được sô-cô-la hay sao á. Cái này là tôi đoán vậy thôi nha, chứ tôi không biết đâu nha mấy bạn. Đó, thì bạn nào là nước axit thì có, chứ làm gì sô-cô-la. Mấy bạn nghĩ cái nước màu xanh này là cái gì? Bình luận bên dưới cho mình biết chứ. Chứ mình là mình thấy nó giống cái màu sô-cô-la của anh Mr. Beast á. Rồi, cái gì đây? Đi vô cái đầu lâu, nhảy qua. Ê, té. Cẩn thận, có chữ lava. Ồ, thấy cái chai bóng lửa rồi đó. Chạy qua luôn. Đó. Này nè, dí hộ. Trời ơi. Ôi trời nha, ông cứ gọi là gì ta, cẩn thận đi. Đâu có được. Bây giờ mình có nên chạy qua kia luôn không mấy bạn? Ê. Trời ơi, cái trái banh nó nhảy xuống như kiểu giống như là địa ngục, nó rơi vô mặt Kai luôn xem. Quay chừng đó. Leo lên. Rồi, ok. Oh my god. Mấy bạn ơi, bên trong kia của chúng ta đang là anh Mr. Beast. Anh Mr. Beast này đang gọi là cầm một cái lọ màu tím. Và cái lọ này chắc chắn là nó có độc luôn. Nên là bây giờ mình sẽ phải né nó ra nha. Bấm cái nút. À, anh Mr. Beast cầm gì vậy? À, anh cầm cái lọ gì đó màu tím. Rồi. Xác quá. Trời, các bạn có thấy cái mặt của ông không vậy? Ê, anh ơi. Liều. Trời, nhìn cái mặt của anh đúng cay luôn bạn ơi. Mặt của anh như kiểu như là ta mà bắt được cái người gọi là biết số phận với ta đó. Kiểu vậy đó mấy đi. Nhảy qua bên đây. Nhảy qua bên đây. Bắt cô quá là dễ luôn. Cái chưa. Ở trên đây là đang có mấy cái biểu cảm này lạ lắm nè. Cái biểu cảm này là gì ta? Cái này như kiểu giống như là trạng thái cảm xúc khi mà ăn sô cô la đó. Người thì sẽ ngon, người sẽ thấy dở hay sao đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong cái chỗ này. Vô Sim ơi. Leo lên. Đó. Tính ra là cái nhà tù Mr. Beast lớn quá. Đúng là nhìn vậy thôi cũng hơi bị khó luôn á nha. Chứ còn gì nữa các bạn, cái này giống như là cái xưởng để gọi là gì ta, chế tạo ra sô-cô-la vậy đó. Ủa gì đây, nước tăng lực Mr. Beast hả? Ok, uống thôi. Uống vô, làm lo coi. Wow. Trời ơi, nước tăng lực Mr. Beast vô làm siêu nhân luôn. Nhanh quá các bạn ơi. Nhảy qua nè, nhảy. Trời ơi, ở ngoài đời mà chúng ta có gọi là gì ta, cái nước uống của anh Mr. Beast thiệt đi, mà bây giờ uống vô mà nó chạy nhanh vậy là coi như là mình biến thành The Flash luôn các bạn. Từ sao nữa? Ơi. Rồi, ok. Qua bên đây là coi như là mình hết sức mạnh rồi các bạn. Rồi, leo lên trên đây. Ok, leo lên trên này nè. Đó, tuôn. Leo lên, ok. Bên trong căn phòng này á, là mình biết chắc là chúng ta sẽ phải gọi là lấy một cái bậc thang. Rồi sau đó chúng ta đi lên cái ống thông gió mới được nha các bạn ơi. Đầu tiên là mình cầm cái ống này nè. À lộn, mình cầm cái cầu thang này. Lộn. Nhiều khi cái tôi nói xong cái tôi bị lú các bạn. Đó, ok. Mở cái ống thông gió ra, leo lên. Quá dễ luôn. Bạn leo tới đâu rồi bạn ơi? Nhưng mà nhanh dữ giờ đây. Đó. Tôi rồi. Rồi. Nhảy qua bên đây. Wow, cái chỗ này là cái chỗ này là sóng gió mấy bạn ơi, sóng gió. Đây là gì ta, cái quán đẩy mình lui lại thì sóng gió nè ông nội. Thì chứ còn gì nữa, bây giờ nó đang đẩy Kai vậy là sóng đó, sóng vừa có sóng mà vừa có gió nữa. Ok. Trời ơi, mà nãy chưa thấy gọi là sô-cô-la Mr. Beast ở đâu á. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua những cái bậc này. Chà. Cái ống gọi là gì ta, cái ống thông gió đó mọi người. Trời mấy ơi. Cái ống này á, là như kiểu như là nó đang vận chuyển sô-cô-la bên trong đây á bạn. Nếu mà mình suy nghĩ đúng á, quá là bên trong những cái ống này á, là anh Mr. Beast đang gọi là suy di chuyển gọi là sô-cô-la trong đây á Sim. Sim hiểu không? Trời ơi, sảnh dữ vậy. Cái gì đây, đóng hết những cái van rồi, tôi hiểu luôn. Bây giờ là mình phải đóng những cái... Nước quá trời rồi Kai ơi. Rồi bè đặt gì ta muốn gọi là sở hữu sô-cô-la Mr. Beast hả? Tất nhiên rồi, mình làm được hết trơn đó. Bạn ở nhà mình thấy Kai ra
đau nút quá bạn ơi. Mình nghĩ là Mr. Beast nên đưa hết sô cô la cho mình các bạn ơi. Chứ cay là cay không có, có gì đâu. Không có một cái chút sức lực, không có một cái chút gọi là gì ta. Bạn à, bạn xài xệ mình quá à, thiệt luôn á, bạn xài xệ mình quá. Xài xệ chứ, xài xệ mình mới thắng được. Chứ bây giờ mình không xài xệ là chắc chắn mặt thắng sao, đúng không? Rồi, mở cái ven này ra, đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ gọi là nhảy lên cái chỗ này. Nói chung là cái map này nó cũng dễ đó các bạn ơi. Tôi đang gọi là hóng tới cái tiết mục á là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là solo trực tiếp với anh Mr. Beast, người máy sẽ như nào. Đó, mỗi lần mà Sim đi trước mình là Sim sẽ nhảy vậy đó. Nghĩ chậm quá chơi gì đó. Ok. Go. Ô cái gì đây? Sóng gió nữa các bạn ơi, sóng gió nữa. Wow. Nhảy gió các bạn ơi. Wow. Nhảy quá. Trời ơi. Núp quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi, lúc nào số phận tặng mà thua Sim ơi. Wow. Không hiểu sao mà pha đó té được luôn trời. Các bạn ơi. Ủa Sim qua chưa Sim? Sim qua chưa vậy? Qua rồi. Ủa là Sim qua hết luôn rồi hả? Trời vậy mà mình còn ở đây mấy bạn. Chà, chà, chà. Đó bạn ơi nhảy. Mua nhà người nhảy hai chúng ta gần hai điều rồi đó. Ờ ở đây bây giờ là nó không phải là sóng gió nữa mà bây giờ cái chỗ này nó sẽ giúp chúng ta bay lên các bạn ơi. Mình sẽ bay lên để bay vô cái ống này. Đó, ok. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang ở bên trong một cái gọi là gì ta, cái chỗ để sản xuất ra được những cái gọi là thanh sô-cô-la này. Và bây giờ á, mình nghĩ là chúng ta sẽ phải tiêu diệt. Ủa vậy Sim? Ủa, Sim bị gì vậy? Sim bị gì vậy? Trời ơi các bạn ơi, Sim bị chọc đầu rồi. What the hell? Trời coi Sim không yêu thương mình nữa các bạn ạ. Thôi không sao đâu Sim à. Cho dù á Sim có gọi là chọc đầu hay là Sim có bị gọi là đầu chọc đi chăng nữa thì Kai vẫn yêu thương Sim thôi. Sim nhớ nha. Xấu xí gì chứ. Yên tâm đi. Tôi vẫn ông phải trả giá cho vụ này. Ok ok. Đây chính là đầu bếp Jimmy. Ủa anh Mr. Beast mặc cái bộ đồ gì mà sao nó bị hở cái gốm vậy? Đây. Trời ơi mấy bạn thấy không? Đây là nguyên liệu đó ổng được là chế tạo ra gọi là sô cô la nè. Rồi. Không để vụ này chìm đâu. Ông Mr. Beast, ông dám làm đầu của Simmy bị đầu chọc hả? Được rồi, tôi sẽ tiêu diệt ông. Tôi sẽ không để vụ này chìm đâu mấy bạn. Bắn vô cái đầu nè. Trời ơi. Mấy bạn ơi, mình đang thấy Simmy gọi là đầu chọc đang gọi là chạy khắp nơi nhìn hài được chứ. Bạn tiêu diệt được Mr. Beast chưa? Chứ tôi là tôi tiêu diệt được rồi nha. Yeah. Ồ, được chưa? Được rồi. Ok các bạn ơi, cuối cùng chúng ta cũng đã tiêu diệt được gọi là ông đầu bếp ở bên trong gọi là cái xưởng gọi là sản xuất sô cô la của ổng rồi. Nhưng mà Sim ơi, không sao đâu Sim ơi, không sao đâu mà. Kai sẽ cố gắng để gọi là mua tóc giả về cho Sim đeo mà. Sim đừng có buồn nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thôi được rồi bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nha. Để xem coi là tiếp tục ở những cái thử thách này sẽ là gì đây. Ủa cái chỗ này là cái gì vậy? Cái cho mình lăn xuống. Chỗ này là câu chuyện phải. Lăn xuống. Ây! Trời ơi! Lăn xuống. Trời ơi, nó lăn tôi như cái bánh vậy bạn ơi. Nó lăn mình như là cái bánh vậy đó mấy má. Ok. Không biết sao gì đâu mình chọc á nên giờ mình lăn dễ lắm. Trời ơi, tựa bất công. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái cánh cổng này. Và bây giờ ở bên trên là tia laser. Tia laser các bạn ơi, bên trên là tia laser. Ok, né. Đó, đúng rồi. Tôi, ơi Sim ơi, ủa sao bây giờ Kai vẫn đang gọi là mặc đồ của thỏ sái ca. Cho nên là Kai gọi là chơi mấy cái này dễ lắm. Vượt qua mấy cái thử thách này dễ lắm. Ok, tiếp tục. Bây giờ tôi phải hoàn thành thử thách này nhanh. Tôi không quan tâm đến sô cô la với Timmy. Để tôi muốn có lại tóc của tôi, giám sắc của tôi. Yên tâm đi, tí nữa Kai sẽ lấy gọi là gì ta, tóc giả để cho Sim đeo mà. Trời ơi, không có gì hết trơn đó. Ê, bây giờ ông Kai vừa mới làm rớt cái tấm dáng xuống dưới mất tiêu luôn rồi. Hay mà. Trời ơi, tôi đang tự hỏi là sao mình vụng về quá vậy mấy bạn, thiệt luôn á. Nói là trong game thì Kai rất vụng về, nhưng ở ngoài đời mình là một người rất là vụng về. Rồi, di chuyển cái thanh này qua đây, rồi sau đó là cầm cái thanh này lên, cầm nó qua đây. Quá là dễ với lại Kai Gon mấy bạn. Rồi, ok. Ôi, ôi,
Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta đã đến với cái thử thách cuối cùng, đó chính là thử thách tiêu diệt được robot MrBeast. Và để tiêu diệt được cái gọi là cái thanh niên này á, là chúng ta cần rất là nhiều gọi là những cái sự ủng hộ của các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn muốn mình có được thanh sô cô la của MrBeast thì đừng quên là giúp cho video này của mình được 5.000 like. Ok, còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã ấn like nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt ông này thôi. Nè, ông kia, cái đồ giả mạo kia, tôi sẽ tiêu diệt ông để có được sô cô la. Chà, chà, trời ơi, bắn súng luôn kìa, muốn chơi bắn súng luôn kìa Sim ơi, ghê quá vậy. Ông giỡn. Ông giỡn với tôi hả? Ông giỡn với tôi hả? Ông giỡn với tôi. Ông giỡn với tôi hả? Bùm, bùm, bùm. Đầu tiên là mình bắn vô hai cái tay của ông trước mấy bạn ơi. Rồi, ông đã bị tiêu diệt một cái tay rồi. Mình sẽ bắn vô cái tay robot còn lại của ông. Chà, chà, yeah. Woohoo. Chứ còn gì nữa, ủa xin chưa tiêu diệt được hả? Yeah, ok các bạn ơi, và cuối cùng á là Kai và Sim cũng đã tiêu diệt được gọi là robot của MrBeast rồi. Và bây giờ phần thưởng của chúng ta sẽ là sô-cô-la của MrBeast, let's go. Ok các bạn ơi, sau khi chúng ta đã hoàn thành được thử thách của MrBeast, và bây giờ chính là những thanh sô-cô-la. Yeah, đúng rồi, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là sô cô la của MrBeast nha. Đó, chắc hẳn là các bạn gọi là rất là biết về sô cô la của MrBeast nhưng mà chưa bao giờ thấy nó ngoài đời đúng không? Nhưng mà hiện tại là trên tay của mình đang cầm được những thanh sô cô la của MrBeast rồi nè. Ghê chưa. Đây nè các bạn ơi, đây chính là cái thanh mà gọi là gì ta, cái thanh sữa tươi gạo rồi đó. Mình không biết mình dịch đúng nữa, nhưng mà nói chung là các bạn thấy không, đó cái thanh sô cô la của chúng ta nó sẽ trông như thế này nè. Ghê chưa. Và mình nghe nói rằng là sô cô la của MrBeast là sô cô la ngon nhất thế giới luôn nha các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà muốn mình thử thì các bạn đừng quên là hãy hóng chờ video lần sau nha. Trong video lần này á là mình sẽ khoe cho các bạn được là mình đã sở hữu bao nhiêu thanh sô cô la. Ủa tính ra là mình sở hữu như thế này là đóng gia tài luôn Sim. Hơi nhiều á các bạn thấy không, mình sở hữu gọi là hơi bị nhiều sô cô la của MrBeast luôn nè. Nào là gọi là vị Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, nói chung không biết vị nữa, nhưng mà nào là màu cam nè, rồi sau đó là màu xanh biển nè, rồi sau đó là màu tím biển nè, cho này là vị đậu phộng nè. Đúng rồi, vị đậu phộng. Món này là chi ta sô cô la muối biển. Đúng rồi. Còn cái này là gì ta, original sô cô la, vị nguyên bản nha các bạn. Ừ. Đấy, còn mấy cái này là gì ta, sô cô la vị gọi là bánh gạo rồi đó. Bánh gạo đó. Từ khoan Sim ơi, nhưng mà chưa hết các bạn ơi, chúng ta còn sở hữu thêm những đồ ăn khác của MrBeast nữa. Nani. Sim thấy gì chưa? Nếu mà bạn nào không biết á thì chúng ta còn có thêm bánh quy của MrBeast nữa nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn coi, đây chính là bánh quy của MrBeast nè. Đó, còn có hình của anh MrBeast đằng sau đó nè. Trời ơi, tôi không ngờ là tôi đã cầm được những cái thứ này ở trên tay luôn á mọi người. Quá là đã luôn á. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ còn có thêm cái bánh màu tím này nữa. Ủa, tính ra là cái này là mình không dám ăn luôn các bạn ơi. Cái này là mình không dám ăn luôn á. Cái này là mình chỉ có thể gọi là để trang trí thôi nha mọi người. Chứ còn nếu mà ăn thì mình nghĩ là mình ăn vô là nó cũng hơi bị tiếc luôn á. Ok. Ok, và cuối cùng là tôi cũng đã sở hữu được sô-cô-la của MrBeast và bánh của MrBeast rồi. Và nếu mà bạn nào mà cũng yêu thích những cái đồ ăn này của MrBeast á, thì các bạn đừng quên là giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like. Và các bạn đừng quên là hãy bình luận bên dưới nha. Mình sẽ làm một cái sự kiện để tặng đồ ăn cho mọi người luôn nha, nếu mà mọi người thích đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Peace.